们就唱了一首歌。谢谢各位，谢谢各位。chúng ta lại tiếp tục đến những CD clip của Anderson ngữ pháp đúng không? Chúng ta đã học đến bài bao nhiêu rồi nhỉ? Bài 14 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài 15. Bài 15 cô Thanh định dạy gì? Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn giải quyết với ba một ngữ pháp rất thường gặp trong Mina trong Mina trở lại trong N3 đúng không ạ? Đó là Okini, Tabini và Gotoni. Bài này thì mình và cô Thanh sẽ phân biệt nó một cách dễ hiểu thôi. Để các bạn xem nhé, ngắn nữa. Ngoài ra sau những clip này thì có thêm một vài cái đoạn là video clip ngắn của thầy Kento và thầy Shin. Các bạn nhớ xem nhá. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ok. Hajimemasho. Nhiều lắm, hôn đường lên TV. Thích thích. Đúng không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu và bước vào ba môn ngữ pháp đó là Okini và Tabini. Ngoài ra còn có Gotoni nữa. Thứ nhất, chúng ta có gì nhỉ? Số lượng cộng với Okini. Dịch như nào cơ nhỉ? Hay thì cái này chúng ta sẽ là cứ cách chấm chấm làm sao ra đó đúng không ạ? Rồi chúng ta đi vào từng mẫu câu đầu tiên nhá. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi vào mẫu okini. Hay okini thì sẽ kết hợp như sau ạ. Một cái số lượng, một danh từ chỉ số lượng nào đó cộng với okini. Và cái này mình sẽ dịch là cứ cách đúng không? Cứ cách gì đó. Ví dụ đố cô chưa hay này đọc là gì đấy? Chữ ikimasu đúng không? Ngày xưa khi mà học trong Mina thì mình đều biết từ này, từ ikimasu rồi đúng không? Nhưng mà với những bạn nào ở Nhật chắc hẳn khi mà lên tàu mọi người đều đã gặp những cái từ này quen thuộc rồi. Ví dụ như là chúng ta đọc là yuki. Nihongo no mori yuki desu ne. Hai, cho xin. No basu wa 15 fun oki ni dete iru. Thì những chuyến xe buýt mà đến Nihongo no mori thì cứ 15 phút lại có một lần. Đúng rồi, cũng một lần sốt lần đúng không? Ừ, vậy 2 bạn hả? 2 bạn. Bộ thuốc này là 5 giờ sau khi uống thì nuốt kudasai. Nuốt kudasai đấy. Ồ, cái thuốc này lời bác sĩ dặn đúng không ạ? Cứ cái thuốc này thì cứ 5 tiếng lại bôi một lần nhá. Không biết thuốc gì nhỉ? Cách 5 tiếng này dịch thế. Cách 5 tiếng thì lại bôi một lần. Thuốc ghẻ. Ok. Hãy cho 3 bạn. 3 bạn. Kono kawai. Ồ, kawa. Kawa gì đây con? Cô nào không? Kore wa kawazoi. Ồ, kawazoi. Nè, kawazoi là gì con nhỉ? Thì đây là một chỉ gì nhỉ? Con đường ở ven sông nhé mọi người nhá. Con đường ven sông, ok. Ngoài ra có một em hay nghe một cái từ này nó là từ gì nhỉ? Sen lộ rồi. Sen lộ rồi. Sen lộ rồi là gì nhỉ con nhỉ? Sen lộ rồi. Là đường ven đường tàu á, những con đường là gì nhỉ? Cạnh đường tàu á, đúng không? Thì この kawazoi には 10m oki ni sakura no ki ga uerarete iru. Thì đây là một câu mà để miêu tả một hình rất quen thuộc ở Nhật Bản, đó là gì nhỉ? Ở trên con đường ven sông thì cứ mỗi 10m lại có một cây hoa anh đào được trồng lên nhá. Cách 10m đúng không? Ok. Ôi. すいません、すいません。日本語の森行きバスは何分おきに来ますか？15分おきに来ますよ。15分おきに来ます。ありがとうございます。15分おきですね。Now, この時代、chúng ta đi về 旅にですね。結局、この前途の旅に、まあ、独特残酷、ベル旅に。Tabi ni lúc này giống như một danh từ đúng không? Chúng ta sẽ dịch là cứ mỗi lần chấm chấm thì lại thế nào nào đó. Tức là diễn tả một cái thói quen đúng không nhỉ? Hay ví dụ như Ichiban. Hãy xem đâu đó. Kare ni ao tabi ni mune ga doki doki suru. Wow, mune ga doki doki suru. Mune mune à mune là gì thầy nhỉ? Kiểu này, đây kiểu đúng rồi. Mune. Trời ơi, tôi mỗi lần gặp anh đấy thì lại thấy trái tim rộn ràng. Hãy. Bụp luôn đúng không? Hãy. 2番。2番。この写真を写真ないですね。この写真を見るたびに日本のことを思い出す。Mấy bạn nào mà mới ở Nhật trở về đúng không? Cứ mỗi lần nhìn cái bức ảnh này thì lại nhớ ra những nhớ về Nhật Bản nhá. 日本。もういいです。はい、3番ね、3番。あ、一応ね、どこで行くの？出張。出張。出張。出張なんじゃ、日本だ、どうも。はい。父は出張のたびに必ずその土地のお土産を買ってくる。bố tôi thì mỗi lần đi công tác thì thế nào cũng mua cái quà ở cái vùng đất đó đúng không? Đúng không? Yo, Kirino.
きしてしまう。彼の目に遭うたびに胸がドキドキしてしまう。ごんとかごとに。ごとにいいですね。うん。非常に今ちょっとごとに結合が八个字啊，八个字của旅に và お気に入りね。thì đầu tiên là với số lượng của ごとに、danh từ cũng trực tiếp với ごとに và về được của ごとに và dùng là cứ chấm chấm lại chấm chấm đúng không ạ?về nghĩa cơ bản giống nhau nhé mọi người nhé. Hãy Ichiban. World Cup は4年ごとに行われる。À, thì World Cup của chúng ta thì cứ 4 năm lại được tổ chức một lần. Đúng rồi. Hãy. Năm ですね. Chờ đi vào. Đi vào. Yuha 先生. Hi. Hola, Yuha 先生いますよ. Hi, Yuha 先生いますね. Hi, Yuha 先生は3日ごとにロイヤルシティへ行く。không biết mọi người biết cô Yuha đến Nihongo no Mori Hà Nội chưa nhỉ?Thì cô á, nhà gần Royal City, tức là cứ 3 ngày đi Royal City một lần nhá. Bạn nào mà có có nhu cầu đi Royal City với cô Yuha thì nhớ đến Nihongo no Mori nhá. Nè, nhớ đến nhá. Hai. Samba. Samba. Hai. Kono mezamashi doke. Doke desu ne. Hai, doke. Wa 5 phun goto ni naru. Cái đồng hồ báo thức này cứ 5 phút lại kêu một lần, giống hệt đồng hồ nhà mình đúng không ạ? Sáng. Đồng hồ cô đúng không? Đây là điện thoại của thầy. Điện thoại di động. Hai. Kê tai điện thoại no mezamashi doke wa 9 phun goto ni naru. Cái điện thoại à, cái đồng hồ báo thức ở trong điện thoại á thì cứ 5 à, cứ 9 phút lại kêu một lần. Kêu một lần. Giáo âm ra. Hay. Cô ạ. Mình không hiểu tại sao 9 phút là không phải là 10 phút. Thế lạ. Hãy các bạn thử Google xem nhé. Ok. Cô ạ. 子供というものは見るごとに大きくなっていくものだな。cái bọn trẻ con á thì cứ mỗi lần nhìn thấy chúng lại thấy là chúng đang lớn lên từng ngày một rồi nhá. Hãy chờ được cơ bản. Được cơ bản. 彼は人に会うごとにできたばっかりの彼女のことを自慢している。không biết anh nào mà mới có người yêu sao mà cứ mỗi lần gặp người khác á thì nào cũng bà hòa bốc phét về cô người yêu vừa mới có nhá, vừa mới tám được.できたばかりの彼女ですね。はい、バイガンライドンザンってどういうのは？悟空、悟空、彼女できたよ。彼女。おめえ、死にたいのか？キリノちゃん、来たよ。課長かな。ケント、彼女できたよ。キリノ彼は人に会うごとにできたばかりの彼女のことを自慢している彼は人に会うごとにできたばかりの彼女のことを自慢しているで、分別で rõ ràng đúng không? Thì chúng ta hãy xem thêm những cái đoạn clip ngắn của Nihongo no Mori Thầy Kento nhé, hay là thầy Shin Shin.Chưa được okay. À, đúng không ạ? Hay, okay. Rồi, thế bài của chúng ta hôm nay là hết. Thực. Chà, tiếp theo chúng ta sẽ là clip tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Em chưa biết. Bí mật. Ok. Hay. Hay. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tới. Bye bye. Minasan konnichiwa, Nihongo no Mori no Ogihara Kento desu. Kyou kara M-san no bunpo no atarashii jugyo hajimemasu.似たような文法いっぱいありますよね。それを簡単に説明していきます。Thank you.